trên 5 lượng vàng cho một phụ kiện mà khách hàng đã đặt kỳ lân chế tác từ vàng nguyên khối AU750 và những viên kim cương hột xoàn thiên nhiên tuyển chọn để gắn vào một phụ kiện bằng vàng nguyên khối. Chiếc túi xách từ một thương hiệu xa xỉ và được làm từ da cá. Sau đó khách hàng yêu cầu kỳ lân là thay thế toàn bộ phụ kiện từ chất liệu không phải là vàng thành vàng nguyên khối AU750 và những viên kim cương hột xoàn thiên nhiên mà kỳ lân phải tuyển chọn từng viên một để cho được những thông số đẹp nhất, chuẩn nhất để cho những viên kim cương luôn lấp lánh và long lanh lộng lẫy. Bây giờ kỳ lân sẽ cân thử trọng lượng từ cái quay này là full vàng nguyên khối AU750 xen kẽ với những viên đá màu đen điểm nhắn và ánh bóng sáng từ vàng hồng với những viên đá màu đen tạo ra sự kết hợp hoàn hảo. Tổng trọng lượng của bộ phụ kiện bằng vàng nguyên khối và kim cương này là 197,1 gram, thì tương đương là trên 5 lượng vàng và đính rất nhiều những viên kim cương hột xoàn thiên nhiên mà Kỳ Lân đã tuyển chọn từng viên một với những thông số đẹp nhất và độ tiêu chuẩn thông số quốc tế. Khi mà mình chọn được những viên kim cương đẹp như vậy và chọn từng viên một như vậy thì khi mình gắn vào thì nó sẽ rất đều, và cộng với kỹ thuật chuyên môn, cộng với máy móc chuyên nghiệp chia tỷ lệ ổ hột cũng như là kỹ thuật chuyên sâu chuyên môn của kỹ thuật cao cấp chuyên nhận hột và tạo nên một cái tác phẩm tuyệt vời như thế này. Phụ kiện này từ chất liệu bình thường và khách hàng đã yêu cầu Kỳ Lân tháo ra khỏi cái túi và thay vào làm cho chị là bằng vàng nguyên khối nha em, và đính cho chị, em phải chọn cho chị những viên hột xoàn mà em cho rằng là đẹp nhất, đó là đúng chuyên môn của mình. Ngay lập tức Kỳ Lân lên thiết kế và bắt đầu chọn từng viên kim cương và chuẩn bị đến công đoạn là ráp vào chiếc túi da. Sản phẩm đó sẽ đẹp, long lanh, lộng lẫy và giá trị hơn rất nhiều, mặc dù bình thường một chiếc túi đã giá trị rồi, đã cao cấp từ da cá đặc biệt của hãng rồi, thì bây giờ kết hợp với bộ phụ kiện bằng vàng và kim cương thì giá trị cộng giá trị sẽ tăng lên rất nhiều giá trị. Thì đây là mới hoàn thiện về phần kim cương, thì sau khi hoàn thiện phần vàng thì chắc chắn rằng sẽ gắn vào chiếc túi, thì kết quả gắn vào chiếc túi sẽ là một video clip khác Kỳ Lân sẽ review và giới thiệu đến tất cả quý khách. Nếu như quý khách có nhu cầu về những chiếc túi mà mình đang sử dụng, muốn trở nên độc bản, muốn trở nên giá trị hơn thì hãy liên hệ với Kỳ Lân để Kỳ Lân cá nhân hóa sản phẩm đó theo đúng yêu cầu và đúng sở thích cảm xúc của quý khách. Kỳ Lân là đơn vị chuyên phục vụ sở thích và phục vụ cảm xúc, tất cả những sản phẩm cao cấp luxury đến với tất cả quý khách hàng. Kỳ Lân Luxury sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu. Một lần nữa Kỳ Lân xin trân trọng cảm ơn tất cả quý khách đã quan tâm đồng hành cùng Kỳ Lân, và Kỳ Lân kính chúc tất cả quý khách thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe và luôn thành công đồng hành cùng Kỳ Lân Luxury trong những dòng sản phẩm sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu. Thân ái kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý khách ở những video clip tiếp theo. Kỳ Lân Luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.